Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe phần thứ 2 của chương 2 trong cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, ngủ đủ, ngủ ngon, tư duy phát triển nhanh chóng. Từ Hồ Bắc trở về, tôi lúc nào cũng bận rộn nên quên ghi khá nhiều sự kiện vào nhật ký nuôi dạy con của mình. Cho đến ngày 10 tháng 8, tôi thấy trí lực của Diệp Đình đã có tiến bộ rõ rệt nên đêm khuya lại cầm bút viết. Hôm nay, tôi phải ghi lại bước tiến mới của Đình Nhi. Tôi cho rằng Đình Nhi đã bắt đầu có hoạt động tư duy ở cấp độ khá cao, đó là tưởng tượng. Chập tối, tôi đứng bên bồn hoa du Đình Nhi ngủ. Đình Nhi không muốn ngủ, tôi bèn nói, ông trời rất thích con, muốn nhìn xem con nhắm mắt thế nào. Đình Nhi nhìn lên trời xanh, lại lấy tay che mắt. Tôi thấy con bé nhìn trời qua kẽ ngón tay, cảm thấy thú vị, tôi bèn sáng tác ngay một bài hát về ông trời và cô mây. Đình Nhi nghe rất chăm chú. Bỗng nhiên nó giơ tay chỉ lên trời xanh nói, trời! Sau đó lại lấy tay che mắt. Tôi thấy con bé không có vẻ gì là muốn ngủ, bèn thử hỏi, con có muốn nghe mẹ kể chuyện với ông trời không? Thế là Đình Nhi bỏ tay ra, mở to đôi mắt chờ đợi. Tôi bèn kể rằng ông trời và cô mây đều muốn Đình Nhi mau ngủ để được nói chuyện với Đình Nhi trong giấc mơ. Đình Nhi hết nhìn tôi lại nhìn trời xanh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tôi nghĩ đêm nay chắc chắn nó sẽ mơ được cùng ông trời và cô mây đi chơi. Chỉ có điều tôi không thể đoán được trời và mây sẽ có hình dạng thế nào trong giấc mộng của con bé. Theo tâm lý học đồ giải, ngủ và nằm mơ có liên quan mật thiết đến sự phát triển cơ năng, tâm lý và sự hoàn thiện của đại não. Sở dĩ tôi đoán Diệp Đình sẽ ngủ mơ là bởi vì ngay từ trước tháng 8 tháng tuổi cháu đã thường khóc, cười khi ngủ mơ. Nếu như cháu chưa ngủ đậy giấc mà bị đánh thức thì sẽ có biểu hiện mệt mỏi không yên, không muốn học bất cứ cái gì. Vì thế, tôi đặc biệt coi trọng giấc ngủ của Diệp Đình. Dù thế nào cũng phải cho cháu ngủ đủ, ngủ ngon, mỗi ngày kiên trì ngủ vài lần theo nhu cầu của từng độ tuổi. Điều đó cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của não. Khi Diệp Đình 12 đến 16 tháng tuổi, ban ngày cứ cách 4 tiếng lại ngủ 2 tiếng. 6 giờ chiều khi tôi về tới nhà thì cũng đúng lúc cháu thức giấc. Uống nước hoa quả rồi vừa chơi vừa học, tinh thần đặc biệt tốt. Khi Diệp Đình đầy 16 tháng tuổi, tôi sắp xếp lại thời gian ngủ và chơi của Diệp Đình. 8 giờ tối đi ngủ, 6 giờ sáng dậy, 12 giờ trưa ngủ. Hai giấc ngủ này chủ yếu do tôi du cháu ngủ, từ 6 đến 8 giờ tối trước khi ngủ là thời gian tôi đưa cháu đi chơi. Nói một cách chính xác, nội dung nhật ký ở trên chỉ là một lần rèn luyện, phát hiện trí tưởng tượng. Tôi nghĩ mọi hoạt động mang tính sáng tạo đều cần phải tưởng tượng. Sao không dùng phương pháp nhân cách hóa để phát triển trí tưởng tượng của Diệp Đình? Và tôi bắt đầu tiến hành phương pháp này khi Diệp Đình đúng 1 năm 2 tháng tuổi. Hôm nay Đình Nhi ăn cơm có vẻ uể oải, tôi đành phải dỗ con bé bằng lời nói và hành động. Chim khách rất muốn ăn, Đình Nhi đem cho chim khách ăn, còn đòi cho ong mật, khỉ, gà con và vịt con ăn. Con bé làm mọi thứ như thật, chuyện cổ tích đã được bắt đầu từ đó. Cùng với sự phát triển khả năng tư duy, tốc độ học tập của Diệp Đình ngày càng nhanh, lượng từ vựng cùng ngày một nhiều, khả năng liên tưởng cũng phát triển nhanh chóng. Khi đó Diệp Đình được 1 năm 5 tháng tuổi, đang phải tiêm thuốc tăng cường hồng cầu, khả năng liên tưởng của Diệp Đình lại thêm một bước tiến mới. Vừa chập tới, tôi chuẩn bị đưa con bé ra ngoài, nó chần chừ không muốn đi. Tôi nói, đi tiêm thôi. Đình Nhi lập tức òa khóc. Tôi đến dỗ dành, định làm thay đổi sự chú ý của con bé bằng cách chỉ vào vật này vật kia. Thế nhưng khi Đình Nhi nhận ra con đường quen thuộc của hai mẹ con, nó lập tức kêu khóc, cầu cứu bảo mẫu giúp đỡ. Thú vị là, trong tình trạng lo sợ phải tiêm, con bé vẫn không quên học nói cùng tôi. Tôi chỉ vào những đồ vật bên Đình Nhi và dạy nó nói, dường như chỉ cần nhắc lại một hai lần là con bé đã nhớ. Khi tôi bế Đình Nhi đang còn mếu máo khóc sau khi tiêm, nó lập tức nói ra những thứ mà tôi vừa nhận ra, hoa hồng, than củi, ngói. 4 ngày sau, khả năng tư duy của Diệp Đình lại thêm một bước nhảy vọt mới. Không những cháu dự đoán trước được toàn bộ quá trình tiêm mà còn sắp xếp trước phản ứng đối với từng bước. Chiều tối, tôi lại bế Đình Nhi đi tiêm. Kỳ lạ là Đình Nhi không hề tỏ ra sợ hãi. Đến phòng khám gặp y tá, con bé còn gọi, cô ơi, rồi chỉ vào phòng tiêm. Tôi theo bước cô y tá vào phòng đúng như suy nghĩ của Đình Nhi. Đình Nhi lại chỉ vào chiếc ghế trong phòng bảo tôi ngồi xuống. Bỗng dưng tôi thực sự ngạc nhiên trước lòng dũng cảm và trấn tĩnh của Đình Nhi. Tôi vừa khen vừa bế con lên đùi. Đình Nhi không hề phản kháng, bình tĩnh để tôi xắn ống quần lên. Khi tỏ ý với y tá tiêm vào đây này, con bé đã ôm lấy tôi và khóc.
Đó là cái khóc biết trước sự đau đớn đang đến gần, nhưng nó vẫn không hề có ý chống lại cự lại. Khi mũi tiêm cắm vào, Đình Nhi đau quá khóc toáng lên và bắt đầu rãy rụa. Tôi vừa ghì chặt lấy đùi con, vừa liên tục an ủi, dũng cảm lên con, sắp xong rồi. Mũi tiêm vừa rút ra, tôi liền ôm lấy con, nhắc con bé cảm ơn cô y tá. Đình Nhi vừa khóc vừa nói, cảm ơn cô. Cô y tá rất vui, đưa cho Đình Nhi một vỏ hộp kim tiêm. Đình Nhi lập tức vui vẻ trở lại. Để khích lệ con, tôi đưa Đình Nhi ra đường Xuân Hy chơi. Đình Nhi vui vẻ chạy vào cửa bán hàng đồ chơi trẻ em, tỏ ra rất phấn khởi. Vì sao tôi coi trọng việc này đến vậy? Đơn giản, bởi lẽ đó là khả năng ghi nhớ cả quá trình và tình tiết sự việc. Thông thường khi trẻ gần 3 tuổi mới hình thành, thế mà Diệp Đình không những làm được khi chưa đầy 1 tuổi rưỡi, hơn nữa còn bộc lộ rõ khả năng tư duy trừu tượng, tôi không vui mừng sao được. Bồi dưỡng tế bào nghệ thuật, phát triển tiềm năng sáng tạo, bà Sten, nhà giáo dục Mỹ đã nói, cuộc sống mà không có nghệ thuật thì khác gì một sa mạc hoang vu. Tôi cho rằng để con cái có được cuộc sống hạnh phúc, phong phú, đa dạng, cha mẹ phải có nghĩa vụ dạy dỗ chúng văn học và nghệ thuật. Tôi rất tán thành quan điểm này vì tôi hiểu rằng thưởng thức nghệ thuật sẽ tạo ra niềm hứng thú đối với cuộc sống. Hơn nữa, nghệ thuật là hoạt động mang tính chất sáng tạo. Trong quá trình bồi dưỡng, tế bào nghệ thuật có thể phát triển hiệu quả tiềm năng sáng tạo của trẻ. Bà Sten cho rằng tiếng hát ru ngọt ngào của người mẹ cực kỳ quan trọng ngay từ những tháng đầu tiên. Tôi đã khẽ hát cho Diệp Đình nghe, vừa hát vừa lắc lư theo tiết tấu hoặc vỗ nhẹ vào cháu. Hơn chục năm sau, các chuyên gia đã đánh giá cách làm này trong cuốn Cách mạng học tập như sau. Bỏ ra 15 phút để đung đưa, vuốt ve hoặc vỗ về trẻ sơ sinh, mỗi ngày chỉ cần làm 4 lần thì có thể giúp trẻ phát triển năng lực đều, điều hòa vận động, từ đó tạo ra cơ hội học tập. Với sự nỗ lực của tôi, khi Diệp Đình 5 tháng tuổi, càng ngày càng tỏ sự rõ sự thích thú đối với âm nhạc và khiêu vũ. Phải nghe nhạc, Đình Nhi mới chịu bú bình và uống nước. Dù đang nghịch ngợm đến đâu, hễ tiếng nhạc nổi lên là con bé ngoan ngoãn ngay. Khi người lớn hát, con bé chăm chú lắng nghe, lại còn ư hát theo. Nếu tôi khiêu vũ trước mặt Đình Nhi, con bé càng tỏ rõ sự hứng khởi lạ thường. Khi Diệp Đình tròn 10 tháng, mầm mống nghệ thuật hầu như đã hình thành ở cháu. Khi tôi bế Đình Nhi, ngâm nga hát một vài câu, bỗng dưng con bé cũng ngâm nga, hát và nhảy theo. Tuy chỉ là vẫy vẫy đôi tay nhỏ bé, nhưng đó chính là đang khiêu vũ, chứ không phải là một hành động nào khác. Khi tôi bế Đình Nhi đứng trước gương thay quần áo, con bé càng hứng thú, khua chân múa tay mạnh hơn. Kiểu khiêu vũ này tuy chỉ là hành vi bắt chước, song đa phần sáng tạo đều nhờ bắt chước mà có. Hơn nữa, bắt chước cũng là một dạng năng lực phát triển đặc biệt, cần được sự cổ vũ kịp thời của người lớn để giúp trẻ tăng hứng thú và lòng tin. Diệp Đình vừa tròn 1 tuổi, năng lực bắt chước của cháu phát triển khá tốt. Khoảng 1 tuần trước, tôi phát hiện thấy Đình Nhi chơi trò đồ hàng, con bé cầm chiếc cốc đánh răng nhỏ, giả vờ như đang đánh răng vậy. Một lúc sau lại giả vờ như đang uống nước, ăn cơm, miệng còn tóp tép, như đang thưởng thức hương vị của thức ăn. Con bé có vẻ rất hứng thú, say sưa, bế đi cũng không chịu, đó chính là một kiểu bắt chước tự phát. Còn có một hôm, tôi phát hiện thấy Đình Nhi đang say sưa dậm chân, có thể nói đó chính là khiêu vũ. Tôi bèn khích lệ con bé nhảy hết lần này đến lần khác. Tôi cho rằng đó chính là giáo dục niềm say mê và lòng tự tin của trẻ. Niềm hứng thú sáng tạo khiêu vũ hình thành từ thời kỳ sơ sinh đã khiến cháu có không ít trải nghiệm thành công trong cuộc sống ở trường học sau này. Mặc dù không thành thục lắm với các điệu nhảy, vì không muốn Diệp Đình lớn lên theo nghề biểu diễn nghệ thuật nên tôi ít huấn luyện cho cháu về mặt này. Nhưng cháu vẫn có thể say sưa với các chương trình nghệ thuật, hưởng thụ âm nhạc và cái đẹp của nghệ thuật khiêu vũ quả là một hạnh phúc lớn ở đời. So với khoa học, đặc điểm lớn nhất của nghệ thuật chính là chữ tình và tính phi lợi ích. Khi dạy Diệp Đình học từ vựng, tôi không chỉ dạy cháu những thứ mang lại lợi ích rõ ràng mà còn dạy cháu những thứ hầu như không có tác dụng. Hôm nay, lần đầu tiên tôi dạy Diệp Đình ngửi hoa, đó là mùi thơm mát dịu của hoa lan trắng. Tôi thích nhất mùi thơm của hoa này. Ngửi vài lần, con bé đã hiểu được hàm ý của từ ngửi, chứ không phải chỉ là hành động tác động bề ngoài và khái niệm của từ thơm. Mấy hôm nay, tôi dạy Đình Nhi nhận biết bóng in dưới nước và bóng in dưới ánh nắng. Con bé thích thú chú ý bóng bàn tay của mình, lật đi lật lại đôi bàn tay nhỏ, thật là thú vị. Con bé đã có thể chỉ ra hoa hồng giữa một bụi hoa. Còn nữa, dù mặt trăng có hình dạng gì, nằm ở vị trí nào, nó đều chủ động nhắc nhở mọi người chú ý lên trời có ông trăng. Ưu điểm của kiểu rèn luyện này là có thể giúp Diệp Đình mở rộng tầm nhìn, mở rộng phạm vi liên tưởng, hình thành nhiều điểm hưng phấn tình cảm.
Bởi vì nói cho cùng, nghệ thuật là kích thích tâm tư suy nghĩ của con người để khích lệ hệ thống tình cảm của não, dịch đình phát triển đầy đủ. Tôi bắt đầu dạy cháu cách biểu lộ tình cảm. Khi cháu được 1 năm 3 tháng, tôi dạy cháu một động tác biểu hiện cảm xúc. Tôi để Đình Nhi dang rộng hai cánh tay ra và hét "A!" tỏ ý sung sướng. Hy vọng bắt đầu từ đó, con bé sẽ học cách bộc lộ sự vui mừng. Đình Nhi học rất nhanh, thể hiện động tác thực sự có hồn. Do năng lực phát âm hạn chế, Diệu Đình chưa thể biểu diễn tình cảm bằng ngôn ngữ. Tôi bèn dùng động tác hôn gió để thể hiện sự hứng thú của mình. Đình Nhi đã có thể chủ động hôn gió với những sự vật mà nó yêu thích. Khi nhìn thấy đèn đường sáng choang trên đường mới, con bé đưa bàn tay nhỏ nhắn từng nhịp đặt lên môi, trông thật là đáng yêu. Tôi cho rằng phát triển năng lực biểu đạt cảm xúc cần bắt đầu từ bồi dưỡng mong muốn biểu đạt. Trước khi hình thành năng lực biểu đạt ngôn ngữ, mong muốn biểu đạt cảm xúc của Diệu Đình rất mạnh mẽ, hơn nữa còn biểu đạt rất có tình cảm. Vẻ đáng yêu nhất của Diệu Đình bây giờ chính là bộ dạng ngửi hoa của con bé. Mỗi khi con bé vừa kêu hoa hoa, vừa đưa bông hoa lên mũi ngửi, bà thực sự chẳng thể trách mắng nó vì đã hái hoa. Ngửi một lúc, con bé liền bày tỏ cảm xúc bằng nụ cười thích thú. Ái chà, dường như nó đang ngắm đắm mình trong hương hoa. Ôi, đứa con gái 1 năm 4 tháng tuổi của tôi đáng yêu làm sao. Học đức tính kiên trì, rèn luyện ý chí kiên cường. Khi Diệu Đình còn chưa ra đời, tôi đã quyết định phải nuôi dạy cháu thành một người thành đạt. Mặc dù tôi không biết sau này cháu sẽ thành công trong lĩnh vực nào, nhưng tôi biết rõ rằng con đường đi đến thành công chỉ có một, đó là xác định đúng mục tiêu, kiên trì không mệt mỏi. Tôi thích nhất câu nói của Quách Kiến Quang trong vở kịch Sa Gia Binh: thắng lợi sẽ đến từ sự nỗ lực kiên trì nhiều hơn nữa. Tôi hy vọng sau này Diệu Đình gặp khó khăn, cháu sẽ có ý chí kiên cường, kiên trì hơn nữa cho đến khi giành thắng lợi. Vì thế khi cháu còn đang bò trên giường, tôi bắt đầu luyện cho cháu tính bền bỉ. Tôi cho rằng kiên trì khả năng chú ý là tiền đề của hành vi bền bỉ. Việc huấn luyện của mình bắt đầu từ việc bồi dưỡng tính kiên trì chú ý. Công cụ của tôi là con gà trống bằng nhựa màu đỏ biết cái. Trước tiên, tôi thu hút sự chú ý của Diệu Đình bằng cách cho con gà trống gáy ở phía trước, đằng sau, bên phải, bên trái của cháu. Sau đó đặt con gà gần chỗ cháu, chỉ cần hơi dướn người lên một chút là có thể với, để hấp dẫn cháu với lấy. Khi cháu không nắm được và chuẩn bị từ bỏ, tôi bèn đẩy chân cháu lên và khích lệ cháu: cố lên, cố lên. Diệu Đình ra sức đạp chân tiến lên, con gà trống đã chạm vào tay cháu. Tôi chúc mừng thắng lợi của cháu bằng những tiếng vỗ tay và ôm hôn để cháu cảm nhận được niềm vui, sự phấn đấu, thành công. Khi Diệu Đình biết bò, tôi huấn luyện cháu với mức độ khó hơn. Khi cháu sắp sửa đạt được mục đích, tôi bèn di chuyển đồ vật hấp dẫn cháu ra chỗ khác, sau đó cổ vũ cháu tiếp tục bò đến lấy. Làm như vậy vừa bồi dưỡng nghị lực lại giúp cháu tập bò, đúng là một công đôi việc. Để bồi dưỡng tinh thần kiên cường cho con gái, tôi thường cổ vũ khích lệ con bé tiếp tục kiên trì theo đuổi nó vừa có ý định bỏ mục tiêu, ví dụ như tìm bóng, kiếm đồ vật. Khi con bé muốn lấy thứ gì đó nhưng không làm được, nó bèn cầu cứu sự giúp đỡ của tôi bằng âm thanh và tác động. Tôi chỉ giúp con bé giải quyết những khó khăn mà nó không thể khắc phục, sau đó vẫn để nó làm tới cùng. Nếu như Đình Nhi có vấp ngã ở đâu, tôi cũng không dỗ dành mà khích lệ con bé phải dũng cảm, không sợ, nhanh chóng thay đổi sự chú ý của nó bằng cách thu hút nó quan sát vật mới, nhằm làm quên đi cơn đau. Tôi tin chắc rằng cứ kiên trì như vậy, nghị lực và lòng dũng cảm của Đình Nhi sẽ mạnh hơn tôi. Khi Diệu Đình tròn 1 tuổi, những cố gắng của tôi đã cho kết quả. 1 năm 1 tháng tuổi. Trước bữa tối, Đình Như vui vẻ cầm chiếc bình phun bằng nhựa chơi rất lâu. Do vẫn còn hứng thú chơi nên khi tôi bảo con bé vào ăn cơm, nó kêu khóc không nghe. Tôi đành phải cho nó mang theo chiếc bình phun vào phòng ăn. Khi chiếc bình vướng vào cửa không gỡ ra được, Đình Nhi khóc toáng lên. Mấy người lớn ngồi bên bàn ăn đã phê bình con bé: Đình Nhi khóc nhè khóc nhẹ, Đình Nhi hay khóc nhè lắm nhé. Kỳ thực khóc cũng là một ngôn ngữ của trẻ em. Đình Nhi khóc là vì muốn cầu cứu sự giúp đỡ của người lớn, nên cũng chính là để biểu đạt ý muốn của con bé. So với những đứa trẻ không làm được là từ bỏ, đã cho thấy sự khác biệt về mức độ kiên trì. Khóc là một cách biểu hiện cho thấy sự tiến bộ về trí lực của trẻ. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui mừng. Trong tình huống này, không thể thay đổi sự chú ý của trẻ bằng ăn, uống, ôm ấp, dỗ dành, mà chỉ nên có sự giúp đỡ cần thiết để khích lệ trẻ tiếp tục thực hiện. 4 ngày sau. Hôm qua, tôi đưa Đình Nhi ra sân nhà Phi Phi chơi. Con bé chỉ chăm chú nhìn một con vịt. Đây là lần đầu tiên khi Đình Nhi nhìn thấy một con vịt thật, biết kêu cạc cạc. Để khích lệ và làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con bé, tôi đã bất chấp mùi hôi thối của chuồng vịt để đến gần. Tôi nghĩ Đình Nhi chủ động quan sát sự kiện này quả là hiếm có.
giống như khi con bé cúi người giã xuống để tìm kiếm. Tìm kiến, tôi chỉ có thể giúp nó tìm thấy kiến chứ không thể né tránh vì sợ bẩn. 1 năm 4 tháng tuổi. Sức mạnh ý chí mà tôi giáo dục trước đây đã được thể hiện rõ ràng trong con người Đình Nhi. Khi con bé làm một việc gì đó mà nó đặc biệt thích thú, nếu bạn muốn can thiệp thì chỉ có thể nhận được sự phản kháng của nó, trừ khi thu hút nó bằng một sự việc khác mới mẻ hơn. Biện pháp này có thể thực hiện nhiều lần cũng không tác dụng gì, vì vậy chúng tôi đành phải đáp ứng yêu cầu mà nhìn từ góc độ của con bé là rất nên làm. Nửa tháng sau đó, Diệu Đình lại quá tập trung vào sự chú ý vào nơi đáng lẽ không nên tập trung chú ý. Nghe cô bảo mẫu Lý kể lại, Diệu Đình chạy đến nhà Tiểu Viên bên cạnh xin kẹo. Tiểu Viên nghe lời dặn của mẹ không cho Diệu Đình. Cháu bèn khóc lóc trở về đòi cô bảo mẫu đến xin giúp. Không đạt được mục đích quyết không về, sự kiên trì này đương nhiên đáng mừng, song cũng cảnh tỉnh tôi rằng phải nhanh chóng dạy Diệu Đình nắm bắt khái niệm phạm vi, để ngay từ nhỏ cháu đã hiểu được rằng có những việc có thể làm nhưng có những việc không được phép làm. Quy định rõ phạm vi được phép, không được phép, đặt nền móng bồi dưỡng năng lực tự kiểm soát. Có người kiểm soát được bản thân nhưng có những người không kiểm soát được bản thân. Người kiểm soát được bản thân không thể trở thành kẻ cặn bã mà còn có thể trở thành thiên tài. Người không kiểm soát được bản thân chẳng thể trở thành thiên tài mà có thể thành kẻ cặn bã. Tôi luôn hy vọng Diệu Đình phát triển theo hướng thiên tài nên đương nhiên muốn giáo dục cháu trở thành một người biết kiểm soát bản thân. Biết kiểm soát bản thân chính là năng lực tự kiểm soát đầy đủ, có thể thúc đẩy bản thân làm những việc nên làm, đồng thời không cho phép bản thân làm những việc không nên làm. Khi Diệu Đình đã có năng lực hành động độc lập nhất định, song lại chưa được trang bị quan niệm đúng sai, tôi phải dạy cho cháu cách tự kiểm soát bản thân như thế nào đây? Năm 1977, trước khi quen biết cha Diệu Đình, tôi đã từng đọc một câu chuyện giáo dục trẻ em của Liên Xô trong một tập truyện nhỏ được xuất bản trước thời kỳ cách mạng văn hóa. Khi Ivan hơn 1 tuổi, bé đặc biệt thích xé sách vở của bố. Bố bé bèn đưa cho Ivan một ít sách báo cũ để xé và nói với bé rằng đây là báo bỏ đi, có thể xé được. Những sách vở kia không được xé. Từ đó giúp bé xây dựng được khái niệm phạm vi. Tôi rất thích câu chuyện này, muốn thử áp dụng theo từ lâu rồi. Khi Diệu Đình bắt đầu xé sách, tôi bèn dựa theo phương pháp của cha Ivan chỉ ra cho Diệu Đình phạm vi có thể và không thể đầu tiên. Tôi cho rằng vạch ra phạm vi, xây dựng quan niệm có thể không thể và yêu cầu trẻ tôn trọng quy định là vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Trong quá trình tự kiểm soát không thể làm một số việc nào đó sẽ rèn luyện cho trẻ tố chất quan trọng khác để hướng tới thành công, đó là năng lực tự kiểm soát. Một khi phạm vi đã được quy định rõ ràng thì phải yêu cầu trẻ tuân thủ trước sau như một, như lời nói của Soja Michiko, Hoàng hậu Nhật Bản. Khi giáo dục con, một lần cũng không được phép. Vi phạm sẽ xử phạt. Trẻ sẽ học cách kiểm soát bản thân, không làm những việc người lớn không cho phép để tránh bị trừng phạt. Có người nói, trẻ còn nhỏ yêu cầu nghiêm khắc như vậy liệu có quá đáng không? Tôi suy nghĩ như vậy. Nói chung, giáo dục nghiêm khắc sẽ khiến trẻ khó chịu. Thế nhưng giáo dục nghiêm khắc ngay từ đầu thì sẽ không như vậy. Giống như trong xây dựng thành phố, nếu lãnh đạo thành phố Quảng Châu lấy lý do đường phố Quảng Châu lộn xộn để tiến hành xây dựng lại thành phố thì nhất định sẽ mang lại nỗi khổ cho người dân. Nhưng thành phố Chu Hải lại khác. Ngay từ khi mới xây dựng đã thiết kế đường phố, nhà cửa theo đúng quy hoạch của lãnh đạo thành phố, kết quả phố xá quy củ như bàn cờ lại không gây ra bất cứ nỗi khổ nào cho người dân. Giáo dục trẻ cũng như vậy. Việc gì không cho phép thì không cho phép ngay từ đầu. Điều đó sẽ không gây đau khổ cho trẻ. Giống như một nhà thơ đã nói, chúng ta sẽ không cảm thấy thiếu thốn những thứ mà chúng ta chưa từng có. Lúc đồng ý, lúc lại không đồng ý, như vậy sẽ đem lại sự đau khổ cho trẻ. Witteja giáo dục con phân biệt đúng sai trước sau như một. Từ khi Khan Witte 1 tuổi đã nghiêm khắc yêu cầu con, việc gì không được là không được. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng khi con còn nhỏ có thể nhẹ tay một chút, đợi con lớn lên sẽ nghiêm khắc hơn. Tuy nhiên, đây là cách làm phổ biến của các bậc cha mẹ trên thế giới. Luật cấm của họ cũng thay đổi thất thường, khi thì bảo là được, lúc lại nói là không. Điều đó nghiễm nhiên tạo lên tâm lý đón ý người khác trong đứa trẻ, chứ không phải năng lực tự kiểm soát. Cần phải nói thêm rằng, cha mẹ không có chủ định rõ ràng hoặc ý kiến không thống nhất đều là cấm kỵ lớn nhất trong giáo dục trẻ nhỏ. Đương nhiên, khi trẻ vừa bắt đầu xuất hiện hành vi phá hoại, người lớn cần phải phân biệt rõ sự phá hoại đó là vô ý hay là cố ý. Phá hoại vô ý là do cơ thể phát triển chưa đầy đủ hoặc động tác chưa được khéo léo gây lên, không phải do hậu quả hoặc cố ý phá hoại. Có một số kiểu cố ý phá hoại thuộc hành vi mang tính thăm dò của đứa trẻ như đập vỡ trứng, bới tung ngăn kéo
còn có một số kiểu hành vi mang tính thử thách như đẩy đồ gỗ, xếp hình, xé giấy. Còn có một số kiểu thuộc hành vi mang tính tham dự và bắt chước như nhổ hoa hoặc nhổ rau lên rồi lại trồng xuống. Cần phải phân biệt các hành vi để đối xử sao cho đúng, không thể cấm đoán vô lý. Đặc biệt quan trọng là khi bạn đưa ra lời cảnh báo không thể như vậy thì nhất định phải nói cho trẻ có thể làm như nào. Đối với trẻ 15 tháng tuổi, chỉ dạy nói không thôi chưa đủ, cần ngăn chặn những hành vi quậy phá của Đình Nhi như ném đồ vào xuống đất. Bạn càng ngăn cản, trẻ càng hứng thú. Điều cần làm lúc này là chuyển hướng. Bạn chỉ cần nói, Đình Nhi hãy đặt chiếc khăn bông lên giường hoặc lên chăn, ghế. Hoặc Đình Nhi hãy nhặt quyển sách dưới đất để vào giá sách đi con. Con sẽ lập tức ngừng quậy phá, vui vẻ thực hiện mệnh lệnh. Một hôm, tôi đang thái bí đao, Đình Nhi đòi cầm dao thái. Tôi nói với con bé, Đình Nhi giúp mẹ đổ vỏ bí này vào sọt rác đi. Đình Nhi giúp tôi ngay, từ miếng vỏ bí được vứt vào sọt rác. Làm như vậy, vừa quản lý được con bé, lại vừa bồi dưỡng phẩm chất yêu lao động và biết cách giúp đỡ người khác của nó. Khi tiến hành quy định vi phạm vi được phép, không được phép, tôi cũng kịp thời kèm theo chế độ thưởng phạt giúp Đình nhận thức rõ quan niệm đúng sai. Mỗi khi Đình Nhi làm sai một việc, tôi liền bảo con bé đánh nhẹ vào cái mông. Đình Nhi liền giơ tay về phía sau, ra sức vỗ, miệng còn nói, đánh, đánh. Đánh được vài cái, nó còn gọi, mẹ, mẹ. Để gọi mẹ lại đánh. Lúc đầu, tôi tưởng Đình Nhi coi đó là một trò vui. Sau này mới phát hiện thấy con bé hiểu rằng đó là hành vi bị trừng phạt. Bạn biết không, mỗi lần con bé nhận thức mình làm sai việc gì, như làm bẩn tay chẳng hạn, là nó tự đánh mình hoặc giơ tay ra trước mặt cho mẹ đánh. Có điều, đó không phải là hình phạt đau đớn. Tôi không muốn vì sợ đau đớn thể xác mà trẻ không dám làm sai chuyện gì. Bởi lẽ, đánh trẻ không phải là cách giáo dục hay mà còn khiến trẻ đối xử với người khác bằng cách làm tương tự. Khi tôi ngăn con bé làm việc gì, chỉ nói, nếu con làm thế này, thế kia, mẹ sẽ không vui. Từ đó dạy Đình Nhi biết coi trọng tình cảm của người khác. Một người biết coi trọng tình cảm của người khác thì không cần phải giáo dục nhiều cũng có thể kiểm soát được bản thân. Thực tế, trước khi Diệp Đình hiểu rõ, phải tranh thủ thời gian chăm chỉ học tập, thì động lực học lớn nhất của cháu chính là để cha mẹ và thầy cô giáo vui lòng. Truyền đạt thông tin sớm, nhất định có ngày đơm hoa kết trái. Trong thời gian 2 tháng, khi Diệp Đình sắp 1 tuổi rưỡi, năng lực cơ thể và khả năng phối hợp nhịp nhàng của Diệp Đình đã phát triển nhanh chóng cùng với sự phát triển trí lực. Bây giờ Đình Nhi chạy rất nhanh, rất ít khi vấp ngã. Con bé có thể thoải mái trèo lên trèo xuống từ ghế salon tới giường, chốc chốc lại trèo lên bàn ăn hoặc bàn làm việc, thật vừa tức vừa buồn cười. Về khả năng vận động, Đình Nhi đã có thể trèo lên bồn hoa cao 60cm trước cửa. Nhìn thấy con bé trèo cao như vậy, tôi không vội vàng bế nó xuống mà dạy nó cách xuống như thế nào. Tôi nói với con bé, trước tiên hãy ngồi xuống, sau đó thò chân xuống. Chỉ cần con bé biết cách trèo xuống thì ngay cả khi không có người lớn ở đó cũng không có gì là quá lo lắng cả. Đáng ngạc nhiên là một số bé trai đã dạy Đình Nhi động tác nằm sấp chống tay. Mấy hôm trước con bé nằm xuống đường chống tay liền 5-6 cái khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Chân của Đình Nhi thật là khỏe, con bé có thể đứng bằng một chân khá lâu. Bé gái nói chung phải 2-3 tuổi mới làm được. Con bé còn có thể ôm một quả dưa nặng gần 4kg. Nó còn biết dùng thìa ăn cơm, uống nước rất gọn gàng. Chỉ cần không cố ý quậy phá, nó có thể ăn rất sạch sẽ. Tôi không nhớ trong một cuốn sách nào đã nói thế này. Hệ thống vận động của trẻ phát triển nhanh thì hệ thống phát âm sẽ phát triển tương đối chậm và ngược lại. Diệp Đình vừa may thuộc vào hệ thống vận động phát triển nhanh. Dù hệ thống phát âm của cháu phát triển nhanh hơn so với mức trung bình, song lại chậm hơn nhiều so với trí lực và năng lực phối hợp nhịp nhàng của cháu. Khi 1 năm 4 tháng tuổi, Đình Nhi có thể phát âm rõ ràng từ gà trống, nhưng một số âm lại không rõ. Có thể phát âm được trời tối, đối với một số âm tương đối dễ dạy là con bé thuộc liền. Nhưng một số âm khó thì nó nói không chuẩn lắm. Tôi dạy Đình Nhi một câu tiếng Anh, how do you do? Con bé nhớ rất nhanh nhưng lại nói thành how do you do? Hệ thống phát âm của Diệp Đình chưa hoàn thiện. Không vì thế mà tôi không làm chậm tiến độ dạy ngôn ngữ cho cháu. Bởi lẽ năng lực ngôn ngữ do năng lực lý giải và năng lực biểu đạt tạo thành. Sự phát triển của năng lực biểu đạt đương nhiên hạn chế bởi hệ thống phát âm hình thành sớm hay muộn. Sự phát triển của năng lực lý giải hạn chế bởi việc nhận thức sự vật nhiều hay ít. Trong những ngày chờ đợi năng lực nói của Diệp Đình có những bước tiến nhảy vọt, tôi luôn nhắc nhở mình chớ quên rằng phải tiếp tục truyền đạt thông tin có ích cho Diệp Đình. Khi Đình Nhi 1 năm 5 tháng tuổi, tôi mua cho con bé 2 cuốn dạy chữ qua tranh. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, nó đã nói được từ cải trắng
Nhưng con bé không chịu ngồi yên nghe tôi dạy mà chỉ thích tự mình giở đi giở lại lẩm bẩm đọc những từ không rõ nghĩa. Lẽ nào con bé còn quá nhỏ? Nghĩ đến chuyện từ tháng này bắt đầu dạy Đình Nhi học, tôi hiểu ra một điều. Quá trình nhận biết chữ cần phải nhẫn lại gấp nhiều lần quá trình tích lũy thông tin tương tự. Tuần này, Đình Nhi học phát âm từ TV, máy giặt, tuy chưa chuẩn xong ý nghĩa của từng chữ đã rõ, tôi dạy con bé bật lửa ga, nó có thể nói hai chữ bật lửa. Những từ vựng đều có thể dạy sau khi con bé đã nhìn thấy vật thật. Sau này khi Đình Nhi xem tranh, con bé đã có thể tập trung sự chú ý vào việc nhận mặt chữ. Tôi phát hiện những từ phải phát âm dài, Đình Nhi sẽ nói hơi nhanh một chút. Con bé đã ý thức được rằng đó là một từ gồm 3 chữ, dạy tiếng Anh từ chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, từ chỗ nói còn chưa rõ, con bé đã nhanh chóng nói rõ. Ngày 26, sang nhà anh bên hàng xóm, tôi lấy những miếng hình viết chữ số dạy Đình Nhi số 1, 2. Mặc dù chưa phát âm được, nhưng con bé đã nhận biết được số 1, số 2. Nó có thể cầm đúng số 1 và 2 lên theo mệnh lệnh của tôi. Điều đó khiến tôi rất vui mừng. Bắt đầu từ lúc này, không những phải dạy Đình Nhi hình thành khái niệm số mà còn cần dạy con bé cách nhận biết số. Mỗi khi có điều kiện, như lúc lên thang máy, vỗ vào mông con bé là tôi lại tận dụng cơ hội để dạy Đình Nhi học số. Những nỗ lực không hề uổng phí. Gần nửa tháng nay, Đình Nhi tiến bộ rất nhanh, đã có thể nói được rất nhiều từ vựng mà con bé hiểu. Hơn nữa, còn thể hiện được mong muốn nói mãnh liệt. Nếu ai nói, đây là than tổ ong của chú, thì Đình Nhi sẽ nói lại câu này theo phương thức của mình, thật thú vị. Đối với những sự vật Diệp Đình chưa biết, tôi đều yêu cầu bảo mẫu không được nói cái này cái kia. Tôi chỉ nói vậy với những sự vật Diệp Đình đã quen thuộc. Mấy hôm nay, tôi đang dạy Đình Nhi đại từ nhân xưng, bạn, tôi, cô ấy. Hàng ngày, chúng tôi đều trò chuyện với nhau như thế này. Bạn là ai? Đình Đình. Tôi là ai? Mẹ. Cô ấy là ai? Cô ấy là bảo mẫu. Bài học này đều thực hiện sau khi gặp mặt ôm hôn. Ngày 24 tháng 9, điều tôi mong mỏi bấy lâu cũng đã xuất hiện. Ngoài lời nói mang tính bắt chước, thường thấy kiểu như bế con bỗng dưng Diệp Đình đột phát nói ra một câu ngắn. Mẹ mua kẹo. Tôi vui mừng đến nỗi dắt cháu đi mua kẹo ngay. Đương nhiên, sự tiến bộ việc vượt bậc còn thể hiện ở năng lực lý giải của Diệp Đình. Con bé có thể hiểu những câu tương đối phức tạp như yêu cầu nó trước tiên làm gì, sau đó làm gì. Con bé có thể thực hiện chính xác một mệnh lệnh bao gồm 5 động tác. Con bé có thể chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện trong truyện tranh. Hơn nữa còn có thể có một số phản ứng. Bạn biết không, nó ôm lấy cuốn truyện tranh, tự nói và chỉ chính xác búp bê, con mèo trong tranh, trông thật là chăm chú. Tiểu Viên là một cô hàng xóm rất tốt với Đình Đình. Con bé bèn đổi cách xưng hô cô Viên thành mẹ Viên. Nếu bạn nói với con bé từ yêu, nó sẽ vuốt đôi bàn tay nhỏ nhắn lên hai má bạn, miệng nói yêu này, sau đó lại tự yêu mình. Đình Nhi biết thông cảm sâu sắc, một hôm nhìn thấy một cậu bé ngã xuống rãnh nước kêu khóc. Con bé gọi rất to, anh ơi, và muốn tận mắt nhìn thấy cậu bé trở về nhà mới yên tâm. Tôi đã giải thích cho con bé hiểu sự việc xảy ra trước mắt. Tôi có ý định bế nó đi khỏi, đến chỗ dễ, nhưng con bé nhất định đòi tôi quay lại tìm anh. Ngày Diệp Đình tròn 1 tuổi rưỡi, tôi thử dạy cháu học thuộc thơ đường. Mới bắt đầu, tôi dạy cháu 2 chữ. Một, chưa đầy một vài ngày, Diệp Đình đã có thể cùng tôi đọc lưu loát những từ như bãi triều, bạch đế, thái vân. Tuy cháu chưa hiểu hàm ý của thơ, nhưng âm thơ cũng giống như hát vậy, có thể khiến cháu cảm nhận được sự kỳ diệu của thơ ca. Tôi thực sự tin rằng mọi thông tin được truyền đạt sớm sẽ như hạt giống gieo xuống trong mùa xuân, đơm hoa kết trái trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Mình vừa mới đọc hết cho các bạn phần còn lại của chương 2. Video sau mình sẽ đọc sang chương 3, trong thời gian cha mẹ của Diệp Đình ly hôn. Lời kể lại của mẹ Diệp Đình là Lưu Vệ Hoa. Cảm ơn các bạn nhé.